Chào bạn, mình đang ở khu vực Ultrabook của Intel. Đây là khu vực mà Intel trưng bày những cái mẫu Ultrabook mới nhất của họ. Tuy nhiên thì ngoài những cái sản phẩm đó, chúng ta còn thấy xuất hiện một số cái bản mẫu thử nghiệm mà chưa biết bao giờ mới được bán trên thị trường. Ở đây ví dụ như mình có một cái máy này thì nó thay vì là bằng cái dạng gập vỏ sò như bình thường thì nó lại là dạng trượt. Bạn thấy có một cái khắc ở đây, chúng ta có thể mở nó, chúng ta có thể để ngang nó như thế này và chúng ta trượt nó xuống đó, chúng ta có thể trượt nó như thế này, là chúng ta muốn dùng thì chúng ta vặn nó lên ở nhiều góc độ khác nhau. Tất cả những cái mẫu máy này đều chưa phải là máy chính thức, và có nhiều máy thậm chí còn chưa có được nhà sản xuất nào, bởi vì Intel cho biết những cái máy này là những cái máy ý tưởng của họ và họ sẽ cung cấp cho những ai nhà sản xuất nào mà có hứng thú. Ở đây thì một cái máy khác, cái máy này cũng chưa có ai sản xuất luôn. Đây Intel còn ghi model Z201 210, thì cái máy này giống với cái máy Rikiki trước kia ở CS 2012. Cái máy này chúng ta sẽ nhấc nó lên như thế này đó, chúng ta có thể xoay vòng và đặt nó ở tư thế này thì nó tạo thành một cái chân đứng, hoặc là bạn có thể hiển thị nó như một tính bảng, chúng ta nhấc lên trở về tư thế như vừa nãy. Có một cái điểm đặc biệt ở cái máy này mà mình muốn nói, đó là cái bàn phím. Thì cái bàn phím của cái máy này không phải là loại bàn phím dày như bình thường, bàn phím cơ như bình thường, mà trông nó rất là mỏng. Bấm vào thì nó cảm giác bấm phím click hơn là cái cảm giác gõ truyền thống. Đây, thấy chữ RAM. Là Intel thậm chí họ còn chưa biết là ai sẽ sở hữu cái máy này, để ý tưởng thôi. Rồi,